Hôm nay thì tôi sẽ gửi đến mọi người cái cách mà đấu nối của cái SMA mà nó bị lỗi 133, là lỗi báo đỏ mà chúng ta nhìn thấy. Ví dụ như là kích chuột phải vào mà chúng ta chọn là S-Matrix ấy, S-Matrix này, mà chúng ta thông thường ví dụ như buy và below, ví dụ như thế này, chúng ta đặt đúng không? Confirm đúng không? Nó bị lỗi thế này. Thế thực tế là chúng ta sẽ thấy được là nó bị sai của cái việc nhận diện. Ví dụ sàn của bạn là có hai cặp, một cặp tính tỷ lệ của Euro USD, thì chúng ta nhìn thấy sàn nó sẽ mặc định đấu vào cái cặp Euro USD này, nó mờ đi, tức là không có thể chơi. Nhưng thực tế là chúng ta đang phải giao dịch cái cặp Euro USD, nó có dấu chấm này đúng không? Đấy, và cái này mới có thể chơi. Thế thì khi mà chúng ta đấu VPS, VPS ở đây thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phải xóa hết các cái matrix đi. Matrix. Đúng không? Chúng ta delete hết các matrix đi. Close, confirm. Vậy thì Smart Trader nó sẽ mặc định là Euro trên USD mà nó thiếu dấu chấm này. Chính vì thế nên là nó không có khả năng trade và nó bị lỗi 133 đó. Và bây giờ chúng ta sẽ phải tìm cái đúng cái matrix, và muốn được cái matrix đấy thì chúng ta buộc phải vào MT4 để chúng ta test 0.01 đã. Ví dụ có cái lệnh SMA từ 0.01.set cho sell 0.01 đúng không ạ? Lập tức là bên Smart Trader, nó sẽ hiện lên 0.01 đây đúng không ạ? Và đây mới là chính cái cặp mà chúng ta cần phải set matrix, chứ không phải cặp Euro USD này. Thì chúng ta kích chuột phải vào cái lệnh này, chúng ta vào matrix và grid matrix ở đây, và lệnh này là chúng ta sẽ cho vào Euro.USD, nó sẽ thay thế cho lệnh này, và chúng ta không ấn vào All Away Trader. Thế ở lệnh này khi mà SMA báo là tôi sẽ đặt lệnh sell, lúc này đang có cái lệnh sell, tôi đặt cái chế độ là 10 đó. Tôi đặt cái chế độ là 0.1 chúng ta 0.2 đó. Ở điểm này tôi đặt là 25 pip, thậm chí là chúng ta có thể nâng lên với cái số vốn mà chúng ta quản trị nó có lâu với 20 pip đó. Thế thì đặc điểm là chúng ta chỉ có cái đấu nối bị khó đối với sàn Erante như vậy. Chúng ta ấn vào OK, sell là immediate above, kiểm tra lại một lần nữa, 10 lệnh OK xong đó, chúng ta confirm. Rồi, OK đó, như thế này được gọi là S matrix thành công. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên MT4 của chúng ta nó cũng có các cái lệnh chờ đó, đây là các lệnh chờ này, đây sell limit đây đúng không ạ, và chúng ta đã vào lệnh rồi đúng không ạ. Đây là cái lệnh, là cái lệnh mà chúng ta thử test đúng không ạ, và đây là cái lệnh mà chúng ta đã bắt đầu để set rồi đúng không ạ. Và khi mà chúng ta xem được cái lệnh là chúng ta thấy được là cái hệ thống bắt đầu vào và nó sẽ tự động đúng không ạ? Tự động đó. Và khi mà thị trường đẩy lên đúng không ạ, nó sẽ có hàng loạt các lệnh sell này, và chúng ta xem được các cái lệnh matrix của chúng ta, manager active đúng không ạ, pending đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy. Thế thì khi mà chúng ta đặt cái lệnh này, lập tức là gì ạ, hệ thống đang chạy VPS thì có thể là chúng ta chờ đợi để làm, và đây được gọi là setup xong một cái hệ thống matrix, nó tự động đánh theo hệ thống matrix. Chúng ta cũng có thể gì ạ, nhìn thấy matrix này, edit matrix chúng ta cũng có thể sửa đúng không ạ, immediate đúng không ạ, rain pending đúng không, low order above, sell là above, còn buy là chúng ta below đúng không ạ, tất cả mọi cái chúng ta xem được. Đó chính là cái cách để mà chúng ta sửa. Thế có cái lỗi 133 đó chính là cái bị sai giữa Euro và USD, và Euro trên USD nó thiếu dấu chấm mặc định đúng không ạ. Và chúng ta xem các cái lệnh đó trên các cái tài khoản nó được bán ra, và các cái lệnh chờ đó. Đó chính là cái cách để chúng ta set up. Từ cái việc set up này chúng ta thực hiện
các cái việc mà grid matrix đúng cái cặp EURUSD dấu chấm này, đúng không? Dựa vào MT4. Khi VPS này chúng ta kết nối ở trong máy tính thì chúng ta có thể kết nối ở trong điện thoại để chúng ta quản lý. Đó chính là cái cách để chúng ta trading theo cái tín hiệu SMA của ByDesign. OK.